Hi, xin chào các em. Chào mừng các em đã đến với kênh YouTube của anh. Hôm nay anh sẽ hướng dẫn các em vẽ chú khủng long ba sừng, loài khủng long Triceratops. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Trước tiên, anh sẽ bắt đầu với chiếc sừng của chú khủng long. Anh sẽ có một đường cong lên. Và một đường cong xuống. Anh sẽ nối hai đường với nhau bằng một đường cong. Tiếp đến phần mõm của chú khủng long của chúng ta. Đây, ở phần này anh sẽ có một phần ôm vào với phần sừng bằng một đường cong. Bên này cũng thế, đường cong ngược lại. Và phần mõm sẽ bằng một đường cong đi sang. Tương tự ở đây cũng vậy. Phần mõm của chú khủng long của chúng ta sẽ cong xuống phía dưới này. Cong lên và đi vào đây. Tại điểm này ta sẽ có phần khóe miệng. Tiếp đến là phần phía miệng dưới của chú khủng long sẽ bằng một đường cong. Phần mắt của chú khủng long của chúng ta sẽ nằm ở vị trí này bằng một chữ U ngược. Tương tự bên này thì cũng thế, ta sẽ có một chữ U ngược lớn hơn một chút. Và ta sẽ có trong mắt bằng một hình tròn ở đây. Bên này cũng vậy. Trong hình tròn này ta sẽ có bóng mắt bằng một hình tròn nhỏ hơn. Rồi anh sẽ tô đen phần bên ngoài. Mắt bên này cũng thế. Ta có bóng mắt, rồi anh tô đen. Như vậy là ta đã được phần gương mặt của chú khủng long. Tiếp đến chú khủng long của chúng ta sẽ có phần hai chiếc sừng quãng ở trên này. Anh sẽ vẽ hai chiếc sừng trước. Hai chiếc sừng này thì hình dáng lớn hơn chiếc sừng ở giữa một chút, đang hướng về phía này. Chính vì vậy anh sẽ có một đường cong. Ở đây cũng vậy, ta sẽ có một đường cong ngược lại. Và ta lại nối hai điểm với nhau. Chiếc sừng đây cũng vậy. Ta lại nối hai điểm với nhau. Cũng tương tự như vẽ chiếc sừng ban đầu, ta sẽ lại có đường vòng ở hai bên.
Ở phần này ta sẽ có phần mắt của chú khủng long, phần như phần lông mày sẽ nhướn lên ở đây. Và nối vào với đây. Tương tự ở bên này cũng thế. Và ta sẽ nối điểm này lại với nhau. Như vậy là ta đã được phần đầu của chú khủng long. Chú khủng long của chúng ta sẽ có một phần như kiểu chiếc mào ở phía đầu, sẽ bắt đầu từ đây. Phần mào khá là lớn, sẽ chạy vòng quanh qua cả phần sừng. Chính vì vậy ở trên này anh sẽ có đường cong xuống. Sẽ chạy ra đằng sau phần sừng. Ở đây cũng vậy. Và sẽ nối lại ở đây. Tại các điểm này ta cũng lại như có một chiếc sừng nhỏ nhỏ ở phía đầu nhô ra. Ở trên các đỉnh chỗ này cũng thế. Tiếp đến, chú khủng long của chúng ta sẽ có phần chân trước, bắt đầu từ đây. Bằng một đường cong. Và ta sẽ có các phần ngón chân. Một đường cong tiếp theo. Và một đường cong nữa. Anh sẽ nối các phần trên này để chúng ta tạo ra phần móng chân của chú khủng long. Và phần chân này sẽ lại uốn lượn. Chú khủng long của chúng ta có một phần thân hình khá là tròn trịa ở đây. Chính vì vậy mà anh sẽ có một đường cong lớn, hơi giống hình đường tròn một chút. Phía dưới này cũng thế, sẽ nối vòng ngực lên. Và ta lại có phần chiếc chân sau ở đây. Phần đùi sẽ lại bằng một chữ C ngược. Một chữ C chứ, anh xin lỗi. Ta lại có phần chân bắt đầu ở đây. Cong vào một chút. 2 và 3. Chúng ta lại nối lên trên để tạo ra hình ngón chân. Phía chân này hơi đi ra một chút rồi lại đi vào. Và ta cũng sẽ nối vòng lên phía trên này. Chú khủng long của chúng ta sẽ có
Ngoài ra sẽ phía tầng trước này sẽ có một phần chân của chân trước ở đây. Anh lại có một đường đi xuống, lại có ba đường cong. Chúng ta lại nối vòng ngược lại để tạo ra chiếc móng và chân sẽ đi thẳng lên đây. Phía dưới bụng cũng có một phần chân. Ở đây anh sẽ có một đường thẳng xuống, nhưng đây chỉ có hai phần đường cong thôi. Và ta lại có đường cong ngược lại. Như vậy là ta đã được phần chân của chú khủng long. Chú khủng long của chúng ta sẽ có phần đuôi, sẽ từ đây. Tương tự chỗ này cũng thế, ta sẽ có phần cong ra. Thì chú khủng long của chúng ta sẽ có một số các chi tiết của giống như là phần mõm và một đường cong ở đây, và lại có phần chi tiết để ngăn cách phần bụng. Cũng như phần đuôi. Phần đuôi chỗ này cũng thế. Phần giữa này ta cũng sẽ có một số điểm. Quanh chỗ phần mắt, các phần kheo chân cũng có một chút, chỗ phần đuôi, và đặc biệt là ở các điểm để chúng ta có thể tạo ra phần rãnh ở các chỗ phần sừng. Như vậy là anh đã vẽ xong chú khủng long. Sau khi tô màu, chúng ta được một chú khủng long như thế này. Xin cảm ơn các em đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo.